Rất nhiều vấn đề đã bộc lộ tại màn giao tết ngay từ mùa giải trước. Thế nhưng phiên chợ hè năm nay Quỷ Đỏ lại gần như không mua sắm rầm rộ. Sau Donny van de Beek, các Manusian phải chờ đợi rất lâu để thấy Alex Telles gặp bến Old Trafford. Vậy tân binh trị giá 15 triệu euro này sẽ đem đến những gì cho đội bóng vùng Tây Bắc nước Anh? Dù là một hậu vệ, thế nhưng Alex Telles hứa hẹn sẽ giúp United giải quyết những vấn đề trên mặt trận tấn công. 26 bàn thắng, 57 kiến tạo, đó là những gì mà Alex Telles làm được sau 195 lần ra sân trong mùa ở Porto. Tính riêng trong mùa giải năm nay, dù anh cùng với các đồng đội của mình tại sân Dragao chơi 3 trận ở Liga NOS, tuy nhiên hậu vệ người Brazil đã kịp có 2 pha lập công cùng với 2 lần dọn cổ để thay lời chia tay với mái nhà mà anh đã gắn bó từ mùa giải 26-27. Đó là những điều đáng nói về con số thống kê. Vậy, thực tế về mặt chiến thuật, Alex Telles sẽ đem đến những gì cho Man United? Đầu tiên, đó là khả năng tung ra những đường chuyền đa cự ly. Điều này chẳng những sẽ giúp United trong quá trình triển khai bóng từ phần sân nhà, mà khi con đường luân chuyển bóng qua các tuyến bị tắc nghẽn, thì những đường chuyền dài theo chiều dọc sân hoặc theo đường chéo để hướng bóng sang cánh phải cũng sẽ là một giải pháp. Với sự hiện diện của Telles, Harry Maguire sẽ không phải là cái tên duy nhất ở tuyến 3 của Man United có khả năng phát động tấn công tốt. Tiếp đến, không thể bỏ qua những quả tạt chết người của cựu hậu vệ Porto. Kết hợp với khả năng chuyền bóng tốt của mình, Alex Telles hoàn toàn có thể phối hợp cùng với Pogba, Rashford hay Bruno Fernandes để tạo ra những miếng đánh biên chất lượng. Phía bên trong, rất có thể Anthony Martial không phải là một tiền đạo đánh đầu giỏi. Thế nhưng đừng quên là Man United vừa mới đón thêm một máy dòi bom Edison Cavani. Theo một thống kê từ League of Football Professional vừa được công bố của tháng 3 năm nay, thì Cavani chính là một trong những tiền đạo đánh đầu giỏi nhất Lyon trong 10 mùa giải trở lại đây. Với những tình huống bóng được đưa tới sát đường biên ngang, Pogba hoàn toàn có thể xâm nhập vòng cấm để tìm kiếm những bàn thắng từ một pha không chiến. Bên cạnh đó, Alex Telles cũng có thể tung ra những đường chọc khe cho Marcus Rashford. Sau đó, sức mạnh có thể thực hiện ngay một cú dứt điểm nếu trong một tình huống thuận lợi, hoặc thực hiện một pha cutback để Anthony Martial hoặc Bruno Fernandes chớp thời cơ. Ngoài ra, khả năng tạo cơ hội cho các đồng đội của Telles vào trong những tình huống bóng chết, rõ ràng là Telles sẽ có nhiều mục tiêu để hướng ra bóng đến. Cuối cùng, khả năng xuất xa của Alex Telles cũng cực kỳ ổn. Trong những trận đấu mà United gặp bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ, có tính tổ chức kỷ luật cao, thì những cú xuất xa từ tân binh 15 triệu euro có thể giúp họ khai thông bế tắc, từ đó giúp Man United trở nên dễ đá hơn. Với sự góp mặt của Alex Telles, Ole Gunnar Solskjaer sẽ có nhiều phương án lựa chọn nhân sự hơn. Khi mà Harry Maguire không thể thi đấu hoặc đơn giản là chơi không tốt, giống với những gì mà anh đã thể hiện trận đấu với Tottenham vừa qua, Solskjaer hoàn toàn có thể mạnh dạn sử dụng cặp đôi Eric Bailly và Victor Lindelof mà không cần lo lắng Man United thiếu đi một cầu thủ có khả năng phát động tấn công tốt từ tuyến 3. Bên cạnh đó, nếu như cựu huấn luyện viên của Mulder muốn chơi với sơ đồ 3 trung vệ, ông vẫn có thể sử dụng Alex Telles ở một vị trí trên hàng tiền vệ nếu muốn, và với bộ kỹ năng của mình, hẳn Telles sẽ chơi tốt nếu được giao trọng trách. Với sự góp mặt của Alex Telles, hàng lang cánh trái của Man United giờ đây sẽ có đủ chiều sâu với ba cái tên là Luke Shaw, Brandon Williams và Telles. Trong khi cầu thủ sinh năm 92 hứa hẹn sẽ được đá chính, thì Solskjaer có thể lựa chọn đưa Luke Shaw hoặc Williams vào sân từ ghế dự bị tùy theo từng mục đích chiến thuật cụ thể. Bên cạnh đó, Shaw cũng hoàn toàn có thể được đẩy vào đá trung vệ, và biết đâu sẽ là một phương án trong bối cảnh ba trung vệ hiện tại của Man United là Maguire, Lindelof cùng với Bailly đã không cho thấy được sự chắc chắn cần thiết. Có một chi tiết khá thú vị, đó là Man United thường chơi rất thăng hoa nếu có được sự hưng phấn nhờ hiệu ứng người mới. Khi Solskjaer vừa mới đến, Quỷ Đỏ đã có một chuỗi trận trăng mật tuyệt vời. Thời điểm Bruno cập bến, anh lập tức góp phần thay đổi bộ mặt của United, để rồi khi kết thúc mùa giải, họ đã làm được điều mà chẳng ai ngờ đến, chiếm lấy một tấm vé dự Champions League. Chính vì vậy mà những tác động tích cực ở góc độ tâm lý mà Alex Telles cũng như là cả Edinson Cavani mang lại, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một Man United sẽ chơi bùng nổ và khởi sắc hơn. Khác với lại Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles không phải là một chuyên gia phòng ngự hàng đầu. Dù vậy, cầu thủ người Brazil vẫn sẽ mang đến những tác động tích cực cho hàng phòng ngự của Man United nhờ khả năng đọc tình huống và phán đoán. Tuy nhiên, cần phải nói rằng tắc bóng không phải là điểm mạnh của cầu thủ 27 tuổi. Nhìn chung so với Luke Shaw, Alex Telles là một cái tên chất lượng hơn và hứa hẹn sẽ khiến cho hàng lang cánh của Man United trở nên chắc chắn hơn phần nào. Tuy nhiên, những vấn đề ở hàng phòng ngự của United thì không thể chỉ giải quyết bởi một mình Alex Telles, đặc biệt là trong những tình huống mà cựu ngôi sao của Porto dâng cao để tham gia tấn công. Phía sau anh đương nhiên sẽ để lại những khoảng trống rất lớn. United cần những tiền vệ trung tâm và cả các trung vệ đọc giỏi tình huống, có tốc độ khả năng trợ chấp tốt để dập tắt những cơ hội phản công nhanh. Nemanja Matic có khả năng đọc tình huống, thế nhưng tốc độ không phải là thế mạnh của cầu thủ người Serbia và tuổi tác cũng không cho phép Matic có thể chơi như một chiếc máy quét. Scott McTominay tranh chấp tốt, khả năng phán đoán tạm ổn nhưng cũng lại thiếu đi tốc độ. Fred thì có thừa sự xông xáo, nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi Fred chơi thiếu tập trung. Victor Lindelof cùng với Harry Maguire đều thiếu đi tốc độ và có những thời điểm đưa ra những quyết định khá ngớ ngẩn.
Rõ ràng là Man United đang rất thiếu những nhân tố có khả năng phòng ngự toàn diện, và chừng nào họ vẫn chưa thể cải thiện đội hình, vậy thì những căn bệnh nan y nơi hàng thủ khó lòng được chữa trị dứt điểm. Alex Telles chắc chắn sẽ là người gánh vác trên vai những kỳ vọng lớn lao của các Manu Sainz. Thế nhưng đừng quên rằng cầu thủ người Brazil mới chỉ tỏa sáng tại Liga NOS, nơi mà đẳng cấp cũng như độ khốc liệt kém xa Premier League. Tất nhiên Bruno Fernandes cũng từng tới từ Bồ Đào Nha và anh đang làm tốt. Thế nhưng điều đó không có nghĩa việc thích nghi với một giải đấu lớn hơn, đẳng cấp hơn ở một câu lạc bộ tên tuổi hơn là điều dễ dàng. Có thể bạn chưa biết, nhưng cầu thủ sinh năm 92 từng có khoảng thời gian thi đấu không thành công trong ngoại hạng Inter. Đó là vào năm 2015 khi mà Alex Telles được đưa tới Giuseppe Meazza theo dạng chuyển mượn từ Galatasaray. Tại đây, anh có đầy đủ điều kiện để phát huy những giá trị tinh túy nhất của mình. Alex Telles được làm việc cùng với ông thầy cũ Roberto Mancini, người đã giúp anh tỏa sáng tại sân vận động Turk Telecom. Trong bối cảnh mà Yuto Nagatomo cùng với Dodo đều gây thất vọng trong mùa giải trước đó, Telles đã lập tức được chọn mặt gửi vàng. Thế nhưng, những gì mà anh thể hiện thậm chí còn khiến cho các Interista cảm thấy chán nản hơn. Hiệu suất đầu ra của Telles trong khoảng thời gian chơi cho Nerazzurri cũng là một thảm họa, khi mà sau 1667 phút, anh chỉ có được đúng một kiến tạo. Telles còn phải nhận đến 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong trận thua của Inter trước Fiorentina. Và dĩ nhiên là sau khi mùa giải 25-26 khép lại, đội bóng áo sọc xanh đen đã lập tức tống tiền anh trở về Galatasaray trước khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Porto chỉ đúng 12 ngày sau. Tất nhiên, các cổ động viên của Man United cũng không cần vì điều này mà quá bi quan, bởi Alex Telles của 4-5 năm về trước khác rất nhiều so với một chiến binh lão luyện đang ngồi đùi chính của sự nghiệp như hiện tại. Thế nhưng, sau tất cả, liệu Alex Telles có thật sự là một thương vụ chất lượng của Man United hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.